Tôi không có thời gian, đó là một trong những lý do mà phần lớn mọi người khi mà chúng ta bắt đầu xây cái mạng xã hội, build cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên Internet như Facebook, YouTube và TikTok. Và nếu mà đó là cái lý do của chúng ta thì chúng ta hãy nhìn vào Linh đi ạ. Linh là một người đã kinh doanh không phải chỉ ở Việt Nam và ở trên 53 quốc gia trên thế giới. Và số lượng leader trong công ty của Linh đó là hơn 350 con người. Và có nghĩa rằng điều đó là hơn 1.000 con người đang làm ở trong cái công ty của Linh. Thì cái khối lượng và công việc và thời gian của Linh phải nói là rất là bận rộn, đúng không anh chị? Bên cạnh đó thì anh chị chúng ta thấy rằng là công việc kinh doanh của Linh không chỉ bán sản phẩm hữu hình, mà Linh còn có những cái khóa học và Linh phải làm việc rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì anh chị chúng ta thấy rằng Linh vẫn đi chơi golf, Linh vẫn chơi những cái môn thể thao mạo hiểm như jet ski, mô tô nước, đúng không anh chị? Và bên cạnh đó thì anh chị vẫn thấy rằng Linh vẫn có được thời gian cho gia đình. Vậy thì làm thế nào để mình làm được cái điều đó? Và bên cạnh đó anh chị thấy rằng là Linh vẫn có thời gian để xây dựng được cho mình một cái kênh TikTok, Facebook và YouTube. Và bằng chứng đó là TikTok của Linh đã có hơn 3,8 triệu lượt follower. Ở trên Facebook là hơn 1 triệu lượt follower và ở trên YouTube là hơn 100.000 lượt follower. Và không chỉ dừng lại kênh của Linh mà đó là kênh của vợ Linh cũng đã 2,9 triệu lượt follower chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Chất lượng video của Linh được làm rất là chỉnh chu, rất là chất lượng và làm nó cách đều đặn mỗi ngày. Vậy thì làm thế nào để mình có được cái thời gian để làm được cái điều đó? Thì trong cái chương trình về thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower, chúng ta sẽ khám phá những cái bí mật để chúng ta có được những kịch bản. Và ngay cả khi chúng ta là một người bận rộn, chúng ta vẫn có thể làm được điều đó. Nên vì vậy, kể cả khi chúng ta chưa biết cách làm video, chúng ta rất là bận rộn, thì chương trình này sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái điều này. Và chương trình này là Linh làm online, vì vậy chúng ta sẽ học đó là trong 5 ngày. Và chương trình tối đa là chỉ có 1.000 người. Nên vì vậy chúng ta cần phải click vào đường link bên dưới, chúng ta đăng ký và chúng ta chuyển khoản để chúng ta sở hữu cái tấm vé này. Và chi phí để tham dự cái chương trình này bằng với một bữa mời Linh ăn trưa. Có nghĩa rằng chúng ta hãy mời Linh một bữa ăn trưa, Linh sẽ tặng lại chúng ta học 5 ngày để chúng ta sở hữu được công thức về những cái bí mật để chúng ta kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này.